Vi khuẩn trong ruột có thể có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sinh lý của vật chủ, bao gồm các khía cạnh miễn dịch và sinh học thần kinh. Ví dụ, trục ruột não đề cập đến sự kết nối giữa các vi sinh vật đường ruột và não. Các nhà nghiên cứu đã và đang khám phá mối liên hệ giữa các hợp chất có liên quan đến vi khuẩn đường ruột. Chẳng hạn như protein mà chúng tạo ra và các chất chuyển hóa mà chúng tạo ra cũng như các khía cạnh khác nhau của sức khỏe. Nghiên cứu mới được báo cáo trên tạp chí Science đã sử dụng một mô hình động vật để chỉ ra rằng có các tế bào thần kinh trong não có thể phát hiện các thành phần cấu trúc của vi khuẩn. Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng những phân tử vi khuẩn đó có thể làm thay đổi hoạt động của não và chúng có liên quan đến các bệnh về não. Nghiên cứu này chỉ ra rằng các tế bào thần kinh ở vùng dưới đồi của chuột có thể cảm nhận các hợp chất không thể thiếu đối với vi khuẩn đường ruột. Khi các tế bào thần kinh vùng dưới đồi phát hiện các phân tử vi khuẩn, nhiệt độ cơ thể, cũng như các hành vi kiếm ăn và làm tổ sẽ bị thay đổi ở chuột. Thụ thể NOD2, miền oligomerization nucleotide thường được tìm thấy trên các tế bào miễn dịch và nó có thể phát hiện ra các muropeptide, các phân tử là một phần của màng vi khuẩn hoặc thành tế bào. Các nhà nghiên cứu lưu ý, muropeptide có thể được sử dụng như một thước đo sự phát triển của vi khuẩn. Thụ thể NOD2 cũng được tìm thấy trên tế bào thần kinh vùng dưới đồi ở chuột. Khi những tế bào thần kinh đó tiếp xúc với các muropeptide trong ruột, hoạt động của chúng sẽ bị giảm. Tuy nhiên, trong mô hình chuột thiếu NOD2, các tế bào thần kinh không bị ảnh hưởng bởi các muropeptide. Những con chuột cũng tăng cân và dễ mắc bệnh tiểu đường loại 2 do các tế bào thần kinh vùng dưới đồi mất kiểm soát lượng thức ăn và nhiệt độ cơ thể. Tác giả nghiên cứu cao cấp Pierre Marie Guedo, Head của đơn vị nhận thức và trí nhớ của Viện Pasteur. Các nhà nghiên cứu cho rằng các tế bào thần kinh vùng dưới đồi có thể sử dụng những tín hiệu này từ vi khuẩn đường ruột để đo gián tiếp lượng thức ăn hoặc sự mất cân bằng trong hệ vi sinh vật đường ruột. Khi một số loại thực phẩm được tiêu thụ quá mức, chúng có thể kích hoạt sự phát triển không cân đối của các loại vi khuẩn đường ruột, một số có thể gây bệnh. Gerard E.B., trưởng đơn vị miễn dịch và môi trường tại Viện Pasteur, cho biết thêm, điều này gây nguy hiểm cho sự cân bằng trong hệ vi sinh vật đường ruột. Sự bất ổn trong hệ vi sinh vật đường ruột có liên quan đến nhiều loại bệnh ở người. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.